xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, rất là cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Và chủ đề của chương trình hôm nay là ước nguyện đầu xuân. Bây giờ Nhật Thảo kính mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa Thầy và kính thưa quý vị khán thính giả. Trong dịp Tết đến thì hình ảnh của Đức Phật Di Lặc là một hình ảnh chúng ta thấy là như Đức Phật đã nói là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười hỷ xả những điều khó xả ở thế gian. Thì hình ảnh của Đức Phật Di Lặc trong Tết, ngày lễ Tết Nguyên Đán bao hàm nhiều ý nghĩa rất là sâu sắc cho hàng hậu học của chúng con. Con kính xin Thầy có thể giảng dạy cho chúng con cách để dụng công tu học trong những ngày đầu năm mới như thế nào ạ? Dạ, Di Đà Phật. Di Đà Phật xin cảm ơn đạo hữu Nhật Lễ Quyên đã đặt cái câu hỏi này. Thưa quý vị, mỗi năm mà ngày đầu tiên á, mà quý vị thấy rằng tới mấy chùa thấy rằng là mừng xuân Di Lặc, lại có những cái chỗ là để mừng xuân Di Lặc, rồi cái chỗ thì mừng xuân thí dụ như năm nay á, năm Giáp Thìn, mừng xuân Giáp Thìn, thì cái mừng xuân Di Lặc á, cái ngày Di Lặc á, cái có một cái hình tướng có một bụng lớn, miệng luôn luôn mỉm cười. Nhưng mà ngài ấy là từ thị, dịch là từ thị, tức là người từ bi, luôn luôn thương yêu tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì không có biết ngài. Thì tùy theo mỗi cái quốc độ, mỗi cái chỗ đó, Bồ Tát thể hiện tất cả những cái tăng hình, chứ không phải là chỉ hình thù đó không. Cho nên trong kinh Di Lặc cũng có cái câu là Di Lặc chân, Di Lặc quá thân thiên bất đức, thờ thức thời nhân, thời nhân thì bất thức. Tức là cái đó là chính là cái vị Di Lặc. Rồi luôn luôn ở bên của người khác, biết người khác để giúp đỡ, nhưng người khác không có giúp đỡ, chứ từ thị đó. Như vậy thì có người ta có đặt lên hai cái câu mà để diễn tả về cái hay, cái đẹp của Đức Di Lặc, chứ chúng ta không phải là nói là đã bụng bự như vậy mà thôi. Thì nói rằng là đại đổ năng dung, dung nhất thiết thế gian năng dung chi sự, tức là cái bụng lớn á, nó có thể dung chứa tất cả những cái thứ mà khó dung chứa ở trong thế gian này. Cái dung chứa là cái gì? Không, cái gì là khó dung chứa? Không, tất cả những cái nghĩa là ưu, tức là buồn, lo, lo lắng, ganh ghét, rồi hờn giận muốn hại của người khác đó. Nhưng mà ngài bỏ trong một chứa hết, cũng bao giờ xuất hiện tất cả những cái thứ, nghĩa là lo lắng hay là bực dọc hay là giận hờn hay là hận thù hay là ganh ghét vân vân, ở trong đó là chứa tất cả những cái thứ mà thế gian khó có thể chứa được, không chứa được đó. Thì vậy rồi miệng miệng cười, hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nan tiếu chi nhân, cười tất cả những cái điều mà khó cười ở thế gian. Những cái điều nào là khó cười? Bởi vì những cái điều mà thí dụ người ta mắng, ta chửi, rồi lạnh rồi nóng rồi đói rồi rét rồi cao rồi thấp rồi lớn rồi nhỏ vân vân, nghĩa là người ta không ưa nhưng người vẫn cười. Thí dụ bây giờ mình đã đến để mình có những cái thứ, thí dụ bây giờ mình muốn ăn cái món nào cho nó ngọt, nhưng mà không có cái món ngọt, có cái món đắng nó đến, thì mình nhăn mặt cho chuyện này chuyện khác, nhưng mà đối với ngài thì ngài còn mỉm cười, dù cái khổ, dù cái vui, dù nóng dù lạnh. Thí dụ bây giờ mình đương nóng, mình muốn là có một chút gió mát, bật cái quạt lên, ở quạt lên, nhưng mà điện nó cúp thì có đâu mà bật quạt lên, nó nóng thì mình mới chửi, ôi sao mấy chuyện này chuyện khác sao lại cúp ở đâu đó. Thì cái điều đó là
Nó nói lên cái bực dọc ấy. Chứ còn đối với ngài kệ nó, nó nóng là nóng cái chuyện gì, cái phân tứ đại này nóng lại là chuyện thường, trong cái cuộc sống này nó thay đổi là chuyện thường, trong cái cuộc cái xã hội này họ mắng là chửi là chuyện thường, không có cái chuyện gì hết, họ chửi đã rồi họ họ nín không có chuyện gì hết. Nhưng mà ngài vẫn hoan hỷ với bất cứ cái việc gì, cho nên ngài cười những cái thế gian không có cười được, không? Cái đó, cái điều đó mình mới học được cái điều đó, học được cái điều đó quý vị cũng chưa có thù, có hận, có giận, có ghét, có không có thành công, có bực dọc gì ấy. Thôi bỏ trong bụng, đừng có phun ra bằng lời nói, bằng cái hành động, đó là mình học của ngài. Rồi tất cả những cái mình không ưa, mình không thích, cái nó thích thì nó không tới, mà cái không thích thì nó tới, không? Mình không ưa nhưng mà kệ nó đi, thì mình biết thế gian này mà đâu có phải là đầy đủ như cái sự ước muốn của mình. Nếu mà ước muốn như của mình thì làm sao khổ trong tám cái khổ mà Đức Phật ngài dạy cho tất cả chúng ta, đó là cầu bắt đắc khổ, không? Cầu bắt đắc khổ, rồi trong cái khổ đó là người thương mà xa lìa khổ, người ghét mà cứ gặp nhau cũng khổ, rồi cái mong muốn của mình cũng được cũng khổ, rồi cái ngủ ấm lúc cái thân của mình sắc tỏ hưởng hành thức đây, cái lúc đó thì nó nóng, lúc nó lạnh, nó làm cho mình khó chịu như vậy, thì mình biết tri nhận được rồi thì mình học cái hạnh an nhẫn như ngài đó, chứa đựng như ngài, mỉm cười như ngài, thì cái khổ đó nó không còn nữa. Cái khổ đó nó không còn nữa. Đó, đó là cái điều kiện người ta chúng ta học ở nơi ngài, thưa quý vị. Dạ, con rất là cảm ơn thầy. Và câu hỏi kế tiếp của con là về nhân quả nghiệp lực. Thì giáo lý Phật Pháp có câu là đức năng thắng số, nhân định thắng thiên. Có nghĩa là ăn ở có đức thì sẽ cải đổi được số mệnh. Thì con thấy là vào dịp đầu năm thì cái phong tục cổ truyền là người ta thường đến chùa để mà xin xăm bói quẻ, và có người lại đi coi tử vi xem bói toán để giống như là muốn một năm mới tốt đẹp hơn. Và thậm chí có người mà xin xăm mà ra cái quẻ hạ hạ người ta vẫn lắc tiếp, người ta ra thượng thường thường người ta mới chịu. Thì người ta lúc nào cũng mong muốn là năm mới sẽ được tốt đẹp hơn. Thì như vậy dưới cái góc nhìn của đạo Phật thầy, thì quan niệm đó có đúng theo cái nhân quả và nghiệp lực hay không ? Con kính mời thầy ạ. Thưa quý vị, thì cái sự bói toán lách xăm hay vân vân đó thì cũng để cho vui thôi, có một cái niềm vui cho đối với tất cả mọi người. Chứ không phải mình bốc cái xăm số thượng thượng như vậy là coi như là nó trúng số hay là được cái gì. Thì nó cũng có thể nó trúng là nó hợp với con người đó, tự vì mình đã tạo phước lành rồi. Bây giờ nó gặp cái đó, nó làm cho mình vui chút nữa. Còn cái người mình không có tạo phước lành, nó mặc dù nó nhỏ vậy đó, nhưng mà Đức Phật kể vậy là nhất ẩm nhất trác gia gia từng đỉnh. Ghê vậy, một cái ăn miếng uống đều do cái tiền định, tức là mình đã tạo cái nghiệp trước đó. Rồi bây giờ mình mới tu tập, mình mới thay đổi, ví dụ mình thay đổi chứ không phải là cái bốc đó nó trúng, hay là cái số đó, cái xăm đó nó nói như vậy thì mình trúng đâu, nó được phước lắm đâu. Tức là bây giờ nếu mà nó hợp lý, nó hợp với mình, thì lúc bây giờ cái quả đó, nó bắt đầu nó trổ lên. Nó trổ, thí dụ có người tạo cái quả xấu thì bây giờ nó trổ cái quả xấu, người tạo quả tốt thì nó trổ cái quả tốt. Như vậy có nhiều người lại như Bồ Tát vậy, thì tức là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh lại sợ quả, sợ cái quả đau khổ thì đo tốn cái đau khổ đó để mình tìm cái sung sướng. Nhưng mà khi có được cái sung sướng, tức là cái quả mà trổ sung sướng, thì cứ ngồi đó hưởng, không có nhớ tới tạo cái nhân lành nữa. Thì do vậy cái điều quan trọng thì xin tất cả chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy mình, nếu mà Tết nó trổ cái quả tốt thì mình lại cố gắng mình làm tạo những cái nhân tố tốt nữa. Ví dụ như bây giờ mình đi lễ Phật, mình phát tâm bố thí cúng dường, học cái giáo điều giáo nghĩa của Phật dạy đó, những cái giáo lý của Phật dạy đó, để chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Còn khi mà cái quả nó trổ xấu á, xấu, ví dụ xấu vậy, thì mình biết rằng là trong quá khứ mình đã tạo những cái nhân không có lành, cho nên giờ nó trả cái quả xấu như thế này. Biết như vậy thì mình nỗ lực, mình hãy làm tất cả những điều lành. Ví dụ bây giờ cái thân mình nó đau,
Nó quải hết đâu chỗ này chỗ khác. Rồi trước kia mình đánh, mình đập bắt nhốt chim nhốt cá nhốt cua nhốt tất cả các cái thứ vân vân, mình đấm mình đánh mình đâm mình chặt mình chém mình giết nó để ăn đó, thì nó đau đớn như vậy thì thân thể nó đau. Thì mình nói nỗ lực ra tu tập đó, tất cả những cái làm tất cả những việc lành lánh xa tất cả các cái việc dữ, mình không có giết hại chúng sanh nữa, chứ mình không có vin ở trong đó được đâu đó. Mình không không có nên vin vin ở trong đó được. Và vin đó thì cái gì đó, bởi vì nó nặng quá, nặng quá trong những cái câu đó thì chắc chắn rằng một lần là nó ngã. Cho nên nói rằng con chim ấy, nó đậu trên cành cây ấy, nó không bao giờ nó té cả, bởi vì cái lúc nào nó cũng nếu mà cây gãy là nó bay lên liền. Còn mình nó từng viên chặt ở trong đó, viên chặt nắm chặt, mình có được của cải mình nắm chặt trong đó, mình thương ai cũng nắm chặt trong đó, thù ai cũng nắm chặt trong đó, không có bao giờ vất đi cả. Dù có cái người đó có chết ở đâu 10 năm vẫn tôi cũng vẫn thù cái câu đó, mai mốt mang xuống suối vàng gặp nó chết ghê vậy, chúng sẽ thù dai quá mà thôi, chứ là nắm chặt đó là nắm chặt. Cho nên chúng ta nên ngày đầu xuân chúng ta buông bỏ hết, không có mang tất cả những cái thứ đó, mà mình trồng những cái cây mới. Cái cây mới người ta nó ngũ phúc lâm môn, mình trồng những cái cây mới là tín nè, cái ngũ căn 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 là căn bản, tín tấn niệm định tuệ, trồng mấy cái căn đó, trồng rễ bắt rễ cho cái chữ tín nè. Tín tín là niềm tin, rồi tấn là siêng năng giúp tất cả điều ác, siêng năng làm tất cả việc thiện. Còn niệm tức là nhớ nghĩ cái sự chân chánh, lúc nào biết đi đứng nằm ngồi mình cũng biết được, mình đi đứng nằm ngồi ăn cái gì uống cái gì, mấy giờ ngủ ra sao cũng biết hết. Niệm rồi định phải người phải có cái định định chi để nó mới nhận xét tỏ rõ được tất cả các cái thứ, và đặc biệt nhất là từ đó nó sinh ra cái trí tuệ. Trí tuệ ai cũng cần có trí tuệ, mặc dù nó vậy nhưng mà chúng ta cũng nỗ lực để mà học, bởi vì không ai mà không có trí tuệ. Đừng nói những cái bây giờ cái từ cái người mà không có trí, không có đi học ấy, không có đi học hay chỉ học mốt một lớp hai, họ cũng có trí chứ không phải không có đâu, nhưng mà điều gì cái trí nó trí thấp chứ không phải trí cao. Trí thấp thôi chứ không phải trí cao, nhỏ biết bao nhiêu đó thôi. Thí dụ như anh chẳng bò, anh chỉ biết con bò lựa bò ra uống nước chứ làm sao mà biết bây giờ biết cái thợ điện là được đó, hay là cái điện bóng đèn là được, không biết đâu. Cho nên nó đừng có ý y, cho nên có cái câu chuyện ý y như vậy. Cái hai người đi trên sông, một cái người thì anh ấy y là anh giỏi, anh biết đủ thứ. Cái một cái anh kỹ sư người điện, thì anh hỏi một cái anh nông dân rằng nói anh biết gì về điện không, điện âm điện dương điện loại khác, nói tôi không biết không? Cái đó tôi nhà quê tôi đâu có điện mà biết. Cái nói vậy anh chết nửa cuộc đời. Cái vậy là anh nói, biết anh toán học không, toán học tức là vẽ hình vuông, hình tam giác đều, tam giác cân rồi hoang mang đúng không biết vậy, chết hết nửa cuộc đời đó rồi. Cái anh nông dân anh hỏi lại anh biết bao không, nói không Chết đúng luôn biết, nói ra chết cuộc đời, rồi. nói ra là chết luôn cuộc đời. Cho nên mỗi cái kiến thức nó mỗi khác chứ không ấy như vậy đâu, không biết là bây giờ. Vì vậy thì Tết đó, qua những cái điều đó thì không biết là quý đạo hữu suy nghĩ như thế nào về những cái điều Tết đó, năm cái điều Tết đó. Năm cái mà tín tấn định định huệ đó. Thì trong chúng con là Phật tử đang tu học theo quý thầy, thì chúng con luôn luôn thực hành theo năm cái lời dạy của quý thầy, là tín, là mình lúc nào cũng tín vô cái tam bảo, rồi niệm là mình nhớ nghĩ cái sự tu học, mình phải lúc nào cũng cũng tin vào Phật pháp. Rồi niệm niệm và định tuệ chúng con phải thực hành theo quý thầy để tu học, làm sao để có thể buông bỏ tất cả những cái khổ não và những cái mà
những cái khổ não hay những cái mà chúng con phiền muộn trong khi cuộc sống ở phía ngoài của thế gian à? Dạ, còn riêng con á, thì con cũng mới tu tập Phật Pháp, thì con nghĩ là năm mới chắc con cũng phải phát tâm làm một cái việc tốt hơn. Nhưng mà điều đó là điều gì thì con xin giấu hả? Dạ. Đó, trong cái dịp đầu năm thưa quý vị, chúng ta phát triển tất cả những cái thứ đó, những cái thứ đó nó dẫn đến con người dứt trừ tất cả cái khổ đau, nó mang lại cái hỷ lạc đó. Chứ không phải là đốt pháo thì mình nghe giòn giòn tai nó vui vậy, là vui không phải đâu. Nếu mà chúng ta phát triển, tức là nó có một cái năng lực, nếu mà chúng ta phát triển cái trí trong cái năm này nó cân bằng với nhau, tín rồi tấn, tinh tấn rồi niệm, rồi định rồi tuệ, mình phát triển tất cả những cái thứ này, đây là những cái giềng mối để chúng ta dứt trừ tất cả những cái khổ đau, đem lại cái an vui hạnh phúc. Nếu mà phát triển được năm cái vấn đề này, từ cái tín tấn niệm định huệ, thì đây đầu năm nếu mà quý vị nào mà thực hiện, đây là như cái câu thần chú hết sức nghĩa là linh hiển cho tất cả chúng ta, thì quý vị cứ đọc là tín tấn niệm định huệ và thực hiện được cái câu đó, tức là năm thứ đó, thì đây là cái phước báu. Chứ không cần ngũ phúc lâm môn hay là không cần nghĩa là việc này việc khác gì hết, mà quý vị chỉ bao nhiêu đó là đã phước báu rất là lớn rồi thưa quý vị. Dạ, dạ A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân lời giảng dạy của thầy. Và tiếp tục chương trình, chúng con đã xin hỏi quý thầy về một cái chuyện là năm cũ Quý Mão đã qua với nhiều biến động như đại dịch Covid, chiến tranh Ukraine và cái sự xung đột giữa Israel and Palestine, dẫn đến cái kinh tế suy thoái toàn cầu, rồi nào là chúng ta thấy cái môi trường bị ô nhiễm, rồi khí hậu thì nóng lạnh tùm lum tùm la hết. Cho nên đối với người Phật tử học Phật như chúng con á, muốn sống an lành và hạnh phúc á, thì chúng con phải dựa trên nền tảng biết chia sẻ những cái khó khăn của người dân, cũng như là biết cái hạnh bố thí, để vì sắp Tết là có những gia đình họ vẫn chưa có điều kiện đầy đủ để đón được một cái Tết, như là họ phải buôn bán rồi tới tận ngày 29-30 còn họ chưa có chuẩn bị được cái Tết, hay họ không có tiền, rồi nạn thất nghiệp của tại Việt Nam cũng rất là nhiều. Cho nên con cúi xin thầy có thể giảng dạy làm sao chúng ta thực hành cái hạnh biết bố thí nè, ban tặng cái hạnh phúc cho nhau khi đúng thật là đúng đắn khi bước vào thềm xuân. Dạ, gì đó. Thưa quý vị, thì đây là cái điều mà Đức Phật đã nói với tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta gây ra cái nhân, cho nên chúng ta lãnh lấy cái quả như vậy. Bởi cái nhân chúng ta gây ra không có tốt, cho nên bây giờ cái kết quả nó đem đến là nó không có tốt đối với tất cả chúng ta. Cái quả đây bây giờ chúng ta hái, chúng ta gặt, thì người nào mà được cái quả tốt, người nào được cái quả xấu, đó là do cái nhân họ trồng. Như vậy thì đối với tất cả chúng ta, mặc dù Tết tới thì cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều. Thí dụ nhà, mấy con nhà của Hoa Sen Việt, từ thiện Hoa Sen Việt thì cũng làm tất cả những việc từ thiện để cho bà con có một ít tiền để mà sắm Tết, mua đồ Tết. Chúng tôi thì thường thường năm nào tôi cũng gửi về ở vùng quê một ít, nhờ họ nấu bánh tét trực tiếp cho nhà hai đoàn ấy, anh. Thì ở đây mà muốn cho nó tốt đẹp thì tất cả mọi người đã hiểu được cái lời Đức Phật dạy, thực hiện được cái lời Phật dạy, thì chắc chắn nó không còn đem lại cái nỗi khổ niềm đau cho tất cả chúng ta nữa. Mà thì bây giờ mình biết rằng cái kết quả, ví dụ như là cái quả đó lâu lâu nó tới xuất hiện lại quả xấu, như là dịch bệnh hay là chiến tranh ở vùng Ukraine, ở vùng Hamas vân vân, thì hay kể là ở Syria, chiến tranh đó gần gần ở Thổ Nhĩ Kỳ,
Thì tất cả những cái thứ xung đột với nhau đó là do đâu? Một là do lòng tham lam. Không, tham lam muốn, tôi muốn được cái đất của anh. Trong cái đất có cái gì tôi chưa biết, nhưng mà anh phải nghe lời tôi. Đó, cái phải đó, phải nghe lời tôi, phải chịu quy hàng tôi, phải vâng lời những gì mà tôi bảo anh làm, phải làm đó. Thì do cái lòng tham đó cho nên nó khổ. Và một cái khổ đó là cái người mà ở cái xứ đó bị bảo phải làm cái này nọ thì họ cũng đâu có nói tự gì anh như vậy thì tôi cũng phải không, đây cũng phải nữa, phải bảo vệ đất nước của tôi, phải bảo vệ quốc gia của tôi, bảo vệ người dân của tôi, cả thậm chí bảo vệ tôi nữa, gia đình tôi nữa. Thì đó là cái điều mà hết sức cần yếu mà nó gây ra chiến tranh là do cái lòng tham. Tham á, mà không được á, thì nó cái sân hận nó nổi lên. Cái tham không được, cái sân hận nó nổi lên, và cái sân hận nó nổi lên á thì nó xảy ra đủ thứ chuyện như vậy hết. Cho nên đối với tất cả chúng ta làm thế nào để bớt đi cái tham lam, rồi cái sân hận, cái sân hận nó hai cái mình muốn nó không được cũng sân, mà cái mình muốn không được nó sân, nó sân. Chứ còn cái mà không muốn nó đến cũng sân, cái không muốn nó đến cũng sân, và cái muốn mà không được nó cũng nổi sân lên. Cho nên chúng ta bớt đi cái tham, cái sân si á, thì cái mọi cái diễn tiến nó tốt đẹp. Thì mình làm sao mình cầu nguyện cho chính bản thân mình thực hiện được cái điều đó, cầu cho mọi người cũng thực hiện được điều đó, thì chắc chắn rằng thế giới này nó bớt khổ. Thế giới mà ai cũng thương yêu nhau, ai cũng giúp đỡ lẫn nhau, thì cái thế giới nó không có còn khổ nữa, thưa quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, buổi pháp thoại của ngày hôm nay Hòa Thượng gửi đến cho một thông điệp cho tất cả chúng ta là mỗi người chúng ta phải làm mới chính mình bằng sự hiểu biết, tha thứ, bao dung và lòng nhân hậu. Là người con Phật phải có trách nhiệm quan trọng trong sứ mạng lan tỏa và hoằng dương chánh pháp, vừa lợi mình vừa lợi ích cho tha nhân. Dạ, rất tiếc là chương trình của chúng ta phải tạm dừng ở đây. Và nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc hay muốn đóng góp về cho chương trình, xin gọi về Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp theo hai số phone đang hiển thị trên màn ảnh. Chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy